Kính chào buổi sáng quý khán giả, rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Nhịp sống ngày mới, lúc 6 giờ mỗi ngày. Những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý, chúng tôi sẽ thông tin đến quý khán giả trong những phút tới đây. Thưa quý khán giả, hôm qua ngày 25 tháng 6, được Tổ chức Hàng hải Thế giới chọn là ngày thuyền viên. Đây là dịp để tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới sự đóng góp hy sinh mà thuyền viên phải chịu cho thời gian dài sống và làm việc trên biển, xa cách gia đình và bạn bè. Năm nay, với chủ đề sẽ chia hành trình người đi biển xưa và nay, chúng ta cùng nhìn lại những khó khăn thách thức của nghề trong bối cảnh vừa bước qua đại dịch COVID-19. Nghề đi biển là nghề đặc thù trên biển nhiều ngày. Đối với tàu vận tải quốc tế, thời gian được tính thậm chí bằng năm. Trong đại dịch COVID-19, thuyền viên được yêu cầu không xuống tàu khi cập bến các nước, nên số lượng thuyền viên công tác quá hợp đồng rất nhiều. Việc thay thế thuyền viên gần như không thực hiện được. Do đó, nhân lực của ngành ít lại càng trở nên khan hiếm hơn sau mùa dịch. Đối với cái nhân sự ngành hàng hải cực kỳ khan hiếm. Và khoảng 5 năm trở lại đây thì công ty cổ phần Inmatech là hầu như là phải tuyển những cái bạn là tốt nghiệp những chuyên ngành khác đi làm ở trong lĩnh vực là công nghệ hàng hải. Nghề đi biển ở Việt Nam hiện tại chúng được coi là có mức thu nhập cao. Một thuyền viên ra trường có mức lương khoảng 18 triệu đồng một tháng. Đối với vị trí máy trưởng, thuyền trưởng, lương có thể khoảng 100 triệu đồng một tháng. Thời gian để học tập và đi biển từ thuyền viên lên các vị trí máy trưởng, thuyền trưởng trong khoảng 7 năm. Hiện nay theo cái đánh giá chung cũng như là cái nhu cầu cung ứng thuyền viên thì chúng ta nghe các công ty đấy, công ty nào cũng khát thuyền viên, đặc biệt là cái đội ngũ chất lượng cao như sĩ quan. Mặc dù lương rất cao, khoảng 2.500-3.000 đô, nhưng mà tuyển thì rất là khó. Đi biển vẫn là một nghề chất giả chịu hiểm nguy. Trải qua đại dịch COVID-19, nghề càng trở nên đặc thù, chứ cần được sự quan tâm sẽ chia nhiều hơn. Cùng với khuyến nghị của Tổ chức Hàng hải Thế giới, Việt Nam cũng đang từng bước hiện thực hóa, công nhận thuyền viên là lao động chủ chốt, để chuyến đi của mỗi thuyền viên được đến với các vùng nước yên bình hơn. Tiếp tục chương trình, tôi xin được điểm qua những nội dung đáng chú ý trên các báo sáng nay. Thưa quý khán giả, trên báo Điện tử Chính phủ có thông tin Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là gần 6.000 tỷ đồng. Thời gian làm tuyến cao tốc dài gần 30 km này thực hiện từ năm nay cho đến hết năm 2027. Đề cập đến dự án này trên báo Tuổi Trẻ, có bài viết về quyết định của Thủ tướng khi chia cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành hai dự án thành phần. Thành phần 1 dài khoảng 16 km thuộc tỉnh Đồng Tháp, sơ bộ tổng mức đầu tư là gần 4.000 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài hơn 10 km thuộc tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, sơ bộ tổng mức đầu tư là hơn 2.000 tỷ đồng. Thưa quý khán giả, trên các báo sáng nay tràn ngập hình ảnh cô gái đến từ Tây Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, người vượt qua 40 danh sắc khác trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 để sở hữu chiếc vương miện quý giá. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Đại sứ môi trường cho Nguyễn Thị Ngọc Châu, Đại sứ du lịch cho Quỳnh Phạm Thúy Tiên, Đại sứ vì cộng đồng cho Nguyễn Thị Lệ Nam và Đại sứ di sản văn hóa là Nguyễn Thị Phương Thảo. Xe quá tải, cơi nới không có cửa đi vào đường cao tốc, đây là khẳng định của Đại tá Vũ Quang Thái, trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông. Việc tăng cường xử phạt phương tiện vi phạm, trực cưỡng chế, cắt thành thùng cơi nới của xe vi phạm trên các tuyến cao tốc trong thời gian qua của lực lượng công an, thể hiện quyết tâm trong việc là xóa sổ vấn nạn này. Lần đầu tiên, một phần mềm chuyên về quản lý điều phối việc hiến ghép tạng được ba bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng 2 và Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Tất cả các thông tin của người hiến và người nhận sẽ được phần mềm cập nhật, đánh giá sự phù hợp với nhau để làm căn cứ thực hiện ghép tạng. Tại địa chỉ điều phối ghép tạng thành phố Hồ Chí Minh.vn, người hiến có thể đăng ký thông tin hiến, còn người có nhu cầu nhận tạng cũng có thông tin. Điểm nổi bật của phần mềm là có thể tính toán khả năng thích ứng giữa tặng cho và nhận theo thang điểm tự động hóa dựa trên đánh giá các yếu tố,
khả năng tương thích, khoảng cách địa lý, thời gian chờ đợi, tình trạng bệnh. Danh sách hiến và danh sách chờ hoàn toàn được mã hóa, tương thích với nhau hoàn toàn tự động, không ai có thể can thiệp được. Đây là công trình được các chuyên gia ấp ủ ý tưởng hơn 10 năm trước, tham khảo nhiều quốc gia trên thế giới và xây dựng hệ thống riêng phù hợp với tình hình của Việt Nam. Việc hiến ghép tạng ngày càng công khai, rõ ràng, tính lan tỏa sẽ càng cao hơn. Các chuyên gia kỳ vọng phần mềm sẽ mở rộng cơ hội sống cho bệnh nhân suy tạng với nguồn tạng từ người cho chết não. Thưa quý vị, một sự cố hàng không khí hữu chưa xảy ra. Chiếc máy bay Airbus A320 từ sân bay Liên Khương Đà Lạt đi Nội Bài Hà Nội. Thời điểm cất cánh làm rơi vãi nhiều mảnh cao su trên đường băng. Nhận được thông tin, sân bay Nội Bài lập tức triển khai phương án khẩn quy với chiếc máy bay bị đổ lớp khi hạ cánh. Rất may là tình huống xấu nhất không xảy ra. Sự việc xảy ra với chuyến bay mang số hiệu QH1422 của Bamboo Airways từ sân bay Liên Khương Lâm Đồng đi sân bay Nội Bài Hà Nội vào sáng qua. Rất may là máy bay hạ cánh bình thường. Để đảm bảo an toàn, khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài Hà Nội, máy bay được xe kéo vào sân đổ thay vì tự lăn vào. Sau đó, toàn bộ hành khách rời máy bay bình thường. Thợ kỹ thuật cho thay lớp và phát hiện một vết rách tại lớp số 4 ở càng bụng. Thông tin ban đầu cho biết lớp máy bay chỉ bị bong phần cao su ở phía ngoài, áp suất lớp không bị mất, cho nên máy bay vẫn hạ cánh bình thường. Từ hơn 2 năm nay, sau những mùa mưa lũ, ngọn đèo Khánh Lê từ Nha Trang đi Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có một điểm lộ ra hai tảng đá khổng lồ. Nằm lộ thiên, chân vênh ngay trên đầu các phương tiện qua lại bên dưới. Người đi đường luôn cảm thấy bất an mỗi khi chạy qua đoạn đường này, nhất là mùa mưa bão năm nay sắp đến. Hai tảng đá rất to lớn nằm chênh vênh trên vách núi, gần như thẳng đứng sau khi vách núi này bị sạt lở trong mùa mưa lũ trước. Dưới độ cao hàng chục mét, ngay bên dưới là đường quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt, có rất đông xe cộ qua lại, chẳng khác như treo lơ lửng ngay trên đầu người đi đường. Lực lượng quản lý đường đèo Khánh Lê tìm mọi cách để khắc phục, nhưng do hai tảng đá quá lớn, nặng cả ngàn tấn, lại nằm lưng chừng ngay trên vách núi gần như thẳng đứng, khiến ngành chức năng bất lực, chỉ cấm dựng nhiều biển cảnh báo cho các phương tiện khi chạy đến đoạn đường này. Nằm trong chuỗi sự kiện tuần lễ Festival Huế 2022, sáng qua tại sân khấu Hàm Nghi diễn ra lễ hội khinh khí cầu Cố đô Huế nhìn từ bầu trời, thu hút đông đảo du khách và người dân. Hàng chục khinh khí cầu màu sắc rực rỡ chở khách bay trên bầu trời xứ Huế, tạo nên một khung cảnh lạ mắt. Và đây cũng là lễ hội được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta. Có 10 khinh khí cầu lớn có đường kính từ 25 đến 28 mét, được sử dụng để bay chở khách ở độ cao từ 300 đến 500 mét. Mỗi chuyến bay kéo dài từ 45 đến 60 phút. Từ độ cao này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh cố đô Huế. Ngoài ra, còn có 10 khinh khí cầu mini, đường kính từ 6 đến 10 mét, sẽ được sử dụng để bay biểu diễn ở độ cao từ 10 đến 20 mét tại sân Hàm Nghi. Hoạt động bay khinh khí cầu tự do có hai lộ trình, bay dọc sông Hương về phía Tây. Du khách có thể nhìn ngắm dòng sông Hương trữ tình, chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm và di tích bên sông. Bay dọc sông Hương theo hướng đông về phá Tam Giang, nhìn ngắm bình minh trên biển. Các hoạt động bay khinh khí cầu ngắm Đại Nội Huế và bay tự do dọc sông Hương có giá lần lượt là 170.000 đồng một vé bay treo và 5 triệu đồng một vé bay tự do. Lễ hội khinh khí cầu sẽ diễn ra từ nay đến khi kết thúc tuần lễ Festival Huế 2022 vào ngày 30 tháng 6.